Hi xin chào quý vị chào mừng tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh youtube của tiến vlog thì một cái sự việc vừa đau lòng mà vừa thương tâm lại tiếp tục được tái diễn khi chúng ta đã vừa trải qua một cái cơn ác mộng về một cuộc hành hạ của một người mẹ kế với người cha của mình mà khiến cho xã hội vẫn còn đang rất là bức xúc đó là câu chuyện của bé văn anh 8 tuổi thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái câu chuyện của bé Tính Một cái cậu bé 12 tuổi Bị người cha dượng của mình Hành hạ trong suốt 8 năm Với nhiều những cái thương tích Mà đến nỗi một đứa bé mới 12 tuổi thôi Không thể nào mà chịu nổi nữa Phải bỏ chạy Phải bỏ chạy từ ở Tây Ninh về lại Đồng Tháp để mà cầu cứu người cha ruột của mình thật sự khi mà sống một cái trong một cái gia đình mà nó đã, đã tan vợ rồi vợ uh, cũng đã đi uh, có người có người mới rồi chồng thì cũng có gia đình mới rồi mà cái quyền được nuôi dưỡng và đã mập đã mà mình dành cái quyền mình nuôi con mình thì mình phải lo cho chu toàn chứ không phải là mình dành cái quyền mình nuôi con xong rồi mình mặc kệ mình bỏ nó nó muốn bị cái gì bị và nhất là cái tình cảnh mà bị mẹ rẻ hoặc là bị cha dượng hành hạ nó xảy ra rất là nhiều và thật sự ngày hôm nay quý vị nhìn lên hình ảnh quý vị cũng đã thấy được một số những hình ảnh của bé tính như cô chú anh chị thì em sẽ điểm cho cô chú anh chị xem một chút xíu để chúng ta biết tại sao mà cái sự việc này đang nổi cộm và đang được xã hội và đang được cộng đồng quan tâm nhiều đến là lý do tại sao em không ngờ luôn á biết bao nhiêu bài học cảnh cáo và biết bao nhiêu hình thức đã chừng trị những con người này rồi nhưng mà họ xem thường của chú anh chị em nghĩ rằng những cái trường hợp này Càng phải xử lý mạnh của chú anh chị đây thì cô chú nhìn đây đó những cái vết hằng trên đây là cô chú anh chị nghĩ là bị gì đánh dùng những dây điện của cô chú anh chị cô chú của chị có, chỉ có hình dung được hay không đây đây là những cái vết hằng mà nó để lại đây là những cái vết mới nè còn những cái vết mà nó đã lâu rồi. Các vị thấy không? Toàn thể người của bé tính. Quá đào luôn. Đó. Cô chú anh chị nhìn đi. Đó. Thật sự chúng ta không thể nào mà chấp nhận được hết. Đừng có nói rằng là không biết. Đúng không? Người mẹ đừng bao giờ mà nói rằng là mình không biết trong cái trường hợp này. Và đừng nói rằng lỡ tay Mà anh phải người mẹ Mà người đó là người cha dượng Thôi không? Nó hình thành rất là lâu rồi Nhưng mà mình để ý con mình á, Thì chắc chắn biết rằng á, Là nó bị cái vấn đề gì Nó mới bị hay nó bị lâu Mà không ai để lâu như vậy hết cô chú anh chị 8 năm trời Thật sự em không nghĩ đến Mà một cậu bé như phải chịu đựng trong 8 năm trời Với những hình thức như vậy Mà dùng Giả sử như người mẹ nói á, Là À, thương cho roi cho giọt đánh để mà cho nhớ thật sự ra thật sự đó, đó là những cái câu nói mà những cái gọi là vô tâm á tại sao em gọi là vô tâm tại vì không có người mẹ nào mà để con mà bị quánh như vậy hết chứ á ngày xưa người ta ông bà người ta quýnh cũng không tới nổi gì đâu đúng không mà người ta dùng cây người ta quýnh con mình một cái thôi là ta đau gấp 10 lần nhiều khi nó lì quá nó bị đánh một thôi nó đau 10 rồi chứ không phải mà để cho nó thành những cái vết hằn như vậy đâu cô chú anh chị trong một thời gian dài như vậy đâu đến nó phải cầu cứu nó phải bỏ chạy mà giờ mình 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 không binh con mình mà mình lại nói là thương cho roi cho giọt em hiểu là cho roi cho giọt đây là cho cái gì hay là hay là đang hành hạ con mình nó còn nhỏ mà nó đâu có biết cái gì đâu mà tại sao đối xử với nó như vậy đúng không cô chú anh chị bởi vì chúng ta thấy được là những cái hình ảnh quá sức là đau lòng chứ ai mà thương con mà nói rằng chơi voi chơi giọt mà lại cầm dây điện lên quốc như vậy đúng không cô chú anh chị cũng may mắn à cũng may mắn là cái sự việc này chúng ta ra, cháu cũng dũng cảm thật sự một cái nghị lực rất là sự và cháu dũng cảm thiệt chạy thoát khỏi nơi đó để mà về đây cầu cứu và phải, chúng ta phải làm sáng tỏ và ngày hôm nay thì có một số những anh đã hỗ trợ bé tính để mà đi ra bệnh viện để xem xét coi cái tỷ lệ thương tật là bao nhiêu phần trăm để chừng trị thích đáng đối với người cha dưỡng và một cái người mẹ ruột của mình mình không thương con mình thì mình đưa về cho cha ruột nó, nó ở tại sao phải đối xử như vậy đúng không thật là quá bức xúc cô chú anh chị Nhìn sơ qua thôi là chúng ta cũng có thể biết rằng đây là những cái vết thương là do cha tấn mà ra mà lâu ngày để lại chứ không phải là những cái vết thương mà do bé nghịch ngợm hoặc là đi chơi này kia té mà bị như vậy đúng không? Đây là những cái vết mà bị đánh này kia in hằng như vậy. Thật sự khi mà nghe qua cái câu chuyện của bé Tính tiếng vlog hoàn toàn tin tưởng 100% của chú anh chị. Tại sao? không thể nào mà một cháu bé 12 tuổi như vậy là bị ra mỗi câu chuyện câu chuyện mà vì không muốn ở với mẹ của mình không muốn ở với cha dượng của mình mà chạy về cha ruột mình hết Đúng không không thể nào như vậy được chỉ là do cháu đã cố gắng đã quá uất ức nên không thể nào mà sống và không chịu nổi được nên cháu mới bỏ đi mới chạy về như vậy được và đây là những những cái mà trên người của bé để lại đó là những cái mà bằng chứng tố cáo người cha dượng vậy mà người mẹ ruột mà dẫn binh em không hiểu binh đường nào luôn cô chú anh chị thì cũng có một số những cô chú anh chị như vậy người ta cũng rất là bức xúc là cô chú anh chị này á là ngàn xưa là ở cái nơi cũng ở campuchia cũng là ở nơi mà bé tính á, ở cô chú anh chị người ta rất là bức xúc người ta lên ta nói rõ ràng như vậy là những cái lời nói của người mẹ nó gần thương con bé tính thì bé lì nên ba mới quýnh như vậy thì không, không có người ta còn nói mà may mắn á may mắn là ông cha dượng này á là ở bên campuchia chứ mà ở việt nam là bị cống bị nói chung là bị cộng đầu từ lâu rồi và người ta cũng không hiểu nữa tại sao dành cái quyền nuôi con xong rồi để con mình như vậy không thương thì trả nó về cho cha ruột nữa mà tại sao lại đối xử với một đứa bé như vậy Có đáng làm mẹ nữa không Đúng không cô chú anh chị Người ta nói còn nếu mà không tin á Có thể mà người ta dẫn lên đến nơi Cái nơi mà xưa Ngày xưa Là bé tính cùng với ông cha dượng này Với người mẹ của mình ở Hỏi người quanh xung quanh đó Ai cũng biết hết Và người ta rất là bức xúc Nhưng mà bức xúc thì bức xúc thôi Cô chú anh chị Người ta đâu làm được gì đâu Đúng không Đó rồi em xem cái video mà mới nhất em cần bức xúc hơn nữa là sao có chú ngay cái cái ngày mà mẹ ruột á với người chị của bé tính đến á, để mà đối chất á nói rằng á là mẹ hư thì mẹ bị quýnh thôi mà quý vị thấy trời ơi, cái vết sẹo trên mặt nè ngoài sao đây nè rồi tay chân nè để là dấu hằng luôn rồi cái đó là em nói thật sự đó là vết sẹo mà không bao giờ mà tẩy xóa được tẩy xóa được mình nói câu là thương cho gọi cho vọt Không ai mà thương cho gọi cho vọt như vậy hết Ngày xưa ông bà ta cũng chưa bao giờ mà quýnh con mà tới vậy đâu Mình tính như ngày nay Mà con mình mình không thương mà lại mình đi bỏ lời ra mình binh Cái nhân tình của mình thì em biết người mẹ này như thế nào nữa Bởi vì cực lực là lên án Bởi vì em rất là ủng hộ là cái anh dặn Cái tính ngày hôm nay đi đến bệnh viện Để mà mình khám mình coi coi tỷ lệ thương tật bao nhiêu và sau đó thì sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mà xử lý hơn chứ mà quý vị đi nếu mà bé bé tính mà không có dụng cảm không trốn đi thì tương lai bé tính như thế nào có phải là lặp lại có thể là câu chuyện của bé văn anh lần thứ hai nữa không đúng không còn giả sử như đó, mình nói à mình dạy con mình có sao mà quýnh con thì mình nói giả sử mình dạy con đó, thì mình quýnh vô mông quýnh vô cái gì mà nó không gây nguy hiểm còn quý vị thấy không? Trên mặt ở đây nè. Đó, về sau đây nè. Tay chân nè, để lên dấu hằn như vậy mà nó dạy con như dạy cỡ nào? Không hiểu trên đời không ai mà dạy con như vậy hết. Trừ khi mình báo biện thôi. Khi mà cái câu chuyện của bé tính nổ ra mấy anh em YouTube thì đưa lên thì người mẹ lại hù dọa sẽ nói là xa kể sai sự thật, sẽ thưa sẽ kiện. Thật sự ra đáng lẽ là khi mà mình nhận được cái câu chuyện đó đứng trên một cái cương vị người mẹ mình phải tìm hiểu à con mình mình biết cái vụ đó hay không và tại sao lại có hành động như vậy mình phải đem ông cha gượng cho mình hỏi rõ ràng thương con mình mới vậy chứ không phải là muốn muốn bịt miệng mọi người muốn bịt miệng mọi người lên hù dọ sẽ muốn người kiện tụng này kia về những người đưa thông tin sai sự thật à? cái này là câu chuyện đâu có ai mà tự nhiên biên đạo diễn ra cho bé tính để làm như vậy được đúng không tự bé bức xúc và tự bé nói lên thật sự ra xem một hai cái video clip mới đây á khi mà được sự quan tâm của cộng đồng á xin nhờ sự trợ giúp của cộng đồng á à, được mọi người quan tâm mà em mới thấy được cái nụ cười của bé tính nụ cười sau bao nhiêu ngày mệt mỏi nụ cười sau bao nhiêu ngày bị đàn áp nụ cười tìm các công lý tìm ra sự thật tự bé nói ra hết tất cả cái đó là chỉ còn ít đó nha còn nhiều cái mà bé do bé lo bé sợ quá chưa có thể một lúc nào bày tỏ được hết nên mới chưa nói hết trời ơi vậy mà còn lên hù dọ nữa không biết sao nữa đừng có để rồi tới khi mà đứng trước cái vành móng ngựa như câu chuyện của à, ờ, bé văn anh á, lúc đó mới gọi là ăn hẳn lúc đó ăn hẳn cũng dư không à tại vì người đã đã mất rồi ăn hẳn cũng như không à còn đây là đang còn nè đó em nói thiệt á ra ngoài cơ quan chức năng á những trường hợp như thế này nè là khi mà người ta nhìn vô người ta có giấy giám định thương tật rồi là phải xử lý ngay à chứ đừng có nói lên hù dọa kiện tụng này kia em nói thật sự quý vị cái vấn nạn bạo hành nó còn đang diễn ra rất là nhiều nhưng mà có trường hợp á là chúng ta biết còn có những trường hợp họ uh, chúng ta không biết nên chúng ta cực lực phản ánh và cực lực lên án những trường hợp này và tiếng vlog sẽ lên án tiếp tục những trường hợp như thế này trong cái thời gian sắp tới phải làm sáng tỏ để đây là nè à, đây là sẽ là những cái bài học cho những người mà bạo hành những đứa bé đúng không của chú anh chị quý vị nhìn với một đứa bé như vậy mà 8 năm trời 8 năm trời không biết là chịu biết bao nhiêu lọt vô cái vòng tay của người mẹ mẹ ruột không thương mà lọt vô cha dượng thì không chung máu mũ không gục thịt thì chắc chắn gì được thương của chú anh chị đúng không mà không thương rồi thì giả sử như là cứ kiếm cứ hằng học đứa bé như vậy mà thật sự một đứa bé này em nghĩ bé tính cũng phải một đứa rất là ngoan nhầm đứa nó không ấy gì nó bỏ đi của chú anh chị bởi vì thấy mặt mày bé tính không một mày sáng sủa một bé trai rất là hiền em nhìn bề ngoài thôi là biết bé tính rất là mùi rất là hiền rất là ngoan rất là lợi phép nữa nhưng mà ngoan hiền lợi phép như vậy mà còn không chịu đựng được nữa thì nó làm sao đúng không mình nhiều đâu phải là một người đâu nhiều người người ta nói đúng không bởi vì chúng ta cần phải đưa câu chuyện này ra sáng tỏ để một lần nữa để cảnh cáo cảnh tỉnh những người mà đang có thái độ như vậy đang bạo hành như vậy thì cần phải dừng ngay lập tức giả sử như mình không nuôi được hoặc mình vấn đề đó mình không thích thì mình đừng có nuôi mà mình có thể gửi vô cái nhà trẻ hoặc cái cô nhi nào cũng được nó vô giống đôi khi nó có còn vui vẻ hơn nữa mang tiếng ở với mẹ ruột mà lại như vậy thì là không được rồi em nói thật sự quá quốc ức quá tàn bạo đó. và ngày hôm nay cái sự tàn bạo đó là phải trả giá trả giá cực cắt của chú anh chị Bây giờ đi thẩm định nhân thương tật đây thì cái chắc chắn cái này là ít em nghĩ ít nhất cũng phải hơn 10 của chú anh chị mà đối với một đứa bé như vậy phải bị xử lý ngay thôi chứ đừng có biện minh là chơi thương cho gôi cho giọt lì nên bị quýnh hoặc là hư nên bị quýnh quýnh cho lên khôn ra này kia nó có nó có người mẹ nào mà lại nói những câu nói đó nếu mà thấy con mình mà tại sao mà trước đây nó chịu ở với mình mà giờ đây nó phải bỏ Phải bỏ chạy Phải gọi là nó bỏ chạy Để về cầu cứu cha ruột của mình Thì mình phải đặt cái câu hỏi là Tại sao như vậy Mình đã thương yêu nó chưa Mình đã quan tâm nó chưa Mình đã lo lắng cho nó chưa Các bạn thấy không Thật sự ra Khi mà nhìn bé khóc đó, Em cũng chịu không nổi của chú anh chị Nhưng mà giờ làm được gì giờ Bây giờ mình chỉ cực lực lên án thôi Và mong rằng bé sẽ quên đi những cái Đau khổ đó Và sẽ tiếp tục phát triển theo bình thường của chú anh chị và những người như vậy cần phải bị trả giá thì uh, chúng ta hãy chờ xem đi chờ chờ xem cái tỷ lệ thương tật là bao nhiêu và chờ xem công lý sẽ à, đến với uh, lấy lại công bằng cho bé tính nhất của chú anh chị thì một lần nữa uh, tiến blog cũng xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị trong những video tiếp theo và xin chào hẹn gặp lại của chú anh chị bye bye